Cô chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học toán ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu. Cô tên Đào Thị Huyền, hiện đang công tác và giảng dạy tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Bà Rịa. Cô giới thiệu với các em, đồng hành với tiết học của chúng ta ngày hôm nay có các bạn sau. Xin chào các bạn, mình là Minh Anh. Mình là Minh Đăng. Xin chào các bạn, mình là Đăng Khoa. Mình là Thanh Nguyên. Chào các bạn, mình là Minh Phương. Mình là Khánh Linh. Xin chào các bạn, mình là Phương Nhi. Rất vui được gặp các bạn. Chúng ta còn chào đón thêm bạn Ong Vàng và bạn Xì Chung nhé các em. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em học môn toán lớp 1. Bài 26 luyện tập. Các em hãy chuẩn bị sách toán lớp 1, tập 1, vở toán và những đồ dùng học tập cần thiết để chúng ta cùng học bài nhé. Trước khi vào bài học, cô và các em cùng tham gia một trò chơi. Trò chơi có tên Ong Non Học Việc. Các em xem bạn Ong Non sẽ phải làm những việc gì nhé. Các bạn ơi, các bạn cùng tham gia mình nhé. Nhiệm vụ của chúng ta là trả lời đúng các phép tính mà bác ông thợ đưa ra nhé. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Nào, chúng ta cùng tham gia làm việc với bạn Ong Non nhé. Cho cô biết 5 trừ 3 bằng mấy? Thưa cô, 5 trừ 3 bằng 2. Em chọn đáp án A. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Một đáp án chính xác. Chúng ta tiếp tục nào. 6 trừ 1 bằng mấy? Thưa cô, em chọn đáp án B. Vì 6 trừ 1 bằng 5 ạ. Giỏi lắm, một đáp án chính xác. 4 trừ 2 bằng mấy nào các em? Thưa cô, 4 trừ 2 bằng 2. Em chọn đáp án C. Em chắc chắn em trả lời đúng. Cô cũng tin là em trả lời đúng. Chúc mừng em. 6 trừ 5 bằng mấy nào các em? Thưa cô, em chọn đáp án D. Vì 6 trừ 5 bằng 1. Em tự tin với câu trả lời của mình. Bạn rất tự tin với câu trả lời của mình. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đúng rồi, thật đáng khen. Chúng ta đã hoàn thành công việc. Rất tốt đấy các bạn. Chúc các bạn học thật tốt nhé. À, các em đã cùng bạn Ong Non hoàn thành công việc được sao, rất là tốt rồi đấy. Bây giờ các em hãy đi hoàn thành công việc của mình thôi. Công việc của các em là hoàn thành 4 bài tập của ngày hôm nay nhé. Nào, chúng ta cùng vào bài tập đầu tiên, bài tập 1. Bài 1 yêu cầu các em làm gì nào? À, bài tập 1 yêu cầu các em điền kết quả của các phép tính vào ô trống tương ứng đấy các em. Để giúp các em ôn lại cách thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 6, các em xem bạn Khoa thực hiện như thế nào nhé. Thưa cô, có 5 chấm tròn bớt đi 2 chấm tròn, còn lại 3 chấm tròn. Em có phép tính 5 trừ 2 bằng 3. Bạn Khoa thực hiện đúng rồi đấy các em. Ngoài việc sử dụng các chấm tròn để thực hiện phép tính 5 trừ 2 bằng 3, các em còn cách thực hiện phép tính trừ nào khác hay hơn không? Các em hãy nói cho người thân nghe nhé. Các em nói xong cách làm của mình chưa nào? Bây giờ các em nghe cách làm của cô. Để tìm được kết quả của phép tính 5 trừ 2, cô thực hiện đếm lùi 2 bước. Cô bắt đầu đếm từ 5, 4, 3. Vậy 5 trừ 2 bằng 3 đấy các em. Các em có làm giống như cô không nào? Ngoài ra các em có thể sử dụng que tính và những ngón tay xinh của mình để thực hiện các phép tính nhé các em.
Bây giờ, các em hãy thực hiện bài tập số 1 vào vở, sau đó cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Các em làm bài xong chưa? Cô mời một bạn chia sẻ bài làm của mình nào. Thưa cô, 5 trừ 1 bằng 4, 6 trừ 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, 6 trừ 5 bằng 1. Mình tin là mình làm bài đúng. Các bạn có nhận xét gì về bài làm của mình không? Bạn thực hiện phép tính 6 trừ 2 bằng 4 như thế nào? Mình thực hiện như sau. Có 6 chấm tròn, bớt đi 2 chấm tròn, còn lại 4 chấm tròn, nên 6 trừ 2 bằng 4. Vậy làm thế nào bạn tìm được kết quả của phép tính 6 trừ 5 bằng 1? Mình thực hiện bằng cách đếm lùi 5 bước. Bắt đầu đếm từ 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nên 6 trừ 5 bằng 1. Cô có nhận xét gì về bài làm của chúng em không ạ? Cô thấy hai bạn làm bài rất là tốt. Điền đúng kết quả của các phép tính rồi đấy. Các em hãy kiểm tra bài làm của mình với bài làm của các bạn, xem mình làm có đúng không. Nếu đúng, các em xứng đáng được nhận một tràng vỗ tay. Qua bài tập 1, các em đã được ôn lại các phép tính trừ trong phạm vi 6. Cô thấy các em làm bài rất là tốt. Cô khen các em. Chúng ta tiếp tục qua bài tập số 2 nào. Bài 2, tính. Ở bài tập 2, chúng ta có 9 phép tính. Các em hãy thực hiện các phép tính này với người thân của mình. Sau đó cùng chia sẻ kết quả với cô nhé. Các em bắt đầu làm bài nào. Các em làm bài xong chưa? Cùng chia sẻ kết quả với cô nào. Cô mời một bạn nêu cho cô kết quả của ba phép tính đầu tiên. Thưa cô, 1 trừ 1 bằng 0, 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2. Em thực hiện phép tính 4 trừ 1 bằng 3 như thế nào? Em thực hiện cách trừ bằng que tính. Em có 4 que tính, bớt đi 1 que tính. Em còn 3 que tính nên 4 trừ 1 bằng 3. Cô cũng đồng ý với kết quả bài làm của bạn. Cô khen bạn nhé. Tiếp tục nêu cho cô kết quả của ba phép tính tiếp theo. Thưa cô, 5 trừ 2 bằng 3, 2 trừ 1 bằng 1, 3 trừ 3 bằng 0. Vậy làm thế nào để em tìm được kết quả của phép tính 5 trừ 2? Thưa cô, em thực hiện bằng cách đếm lùi 2 bước, bắt đầu đếm từ 5, 4, 3. Vậy 5 trừ 2 bằng 3. Đúng rồi đấy các em, bạn thực hiện đếm lùi và tìm đúng kết quả của các phép tính rồi. Bạn làm bài rất là tốt. Nêu cho cô kết quả của ba phép tính cuối cùng nào. Thưa cô, 5 trừ 4 bằng 1, 6 trừ 1 bằng 5, 4 trừ 3 bằng 1. Em thực hiện phép tính 4 trừ 3 bằng 1 như thế nào? Thưa cô, em thực hiện trừ bằng cách đếm ngón tay. Có 4 ngón tay, bớt đi 1, 2, 3 ngón tay, còn 1 ngón tay, vậy 4 trừ 3 bằng 1. Bạn làm bài đúng rồi đấy các em. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với bài làm của bạn, xem mình có làm đúng không.
hãy tự vỗ tay khen mình nếu mình làm bài đúng nhé. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Ở bài tập 2, các em tiếp tục được ôn lại các phép tính trừ trong phạm vi 6. Các em hãy vận dụng tốt các kiến thức này để làm bài các bài tập tiếp theo. Trước khi vào bài tập 3, chúng ta cùng thư giãn bằng một bài hát nào. Thật là dễ thương phải không các em? Chúng ta tiếp tục bước vào bài tập số 3. Bài 3, chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Các em quan sát, ở đây chúng ta có các tổ chim. Trong các tổ chim có các số 2, 4, 3. Và đây chính là kết quả của các phép tính mà các chú chim đang mang. Nhiệm vụ của các em là tính kết quả của các phép tính này và đưa các chú chim về đúng tổ của mình. Bây giờ, các em hãy thực hiện nhiệm vụ này vào vở, sau đó cùng chia sẻ kết quả với cô nhé! Các em ơi, trong khi các em làm bài vào vở thì các chú chim cũng đã tìm được kết quả của mình rồi đấy. Chúng ta hãy nghe các chú chim chia sẻ bài làm của mình nào. Anh em họa mây chúng mình đã tìm được tổ rồi. Tổ của chúng mình là tổ số 4. Vì 6 trừ 2 bằng 4 và 5 trừ 1 cũng bằng 4. Chúng mình cùng bay về tổ nào? Không biết các bạn vẹt hồng đã về được tổ chưa nhỉ? Các bạn ơi, tổ số 2 là tổ của chị em vẹt hồng chúng mình. Vì 2 là kết quả của phép tính 6 trừ 4 bằng 2 và 4 trừ 2 bằng 2. Không biết các bạn chim xanh đã về được tổ chưa? Tổ số 3 là tổ của chị em chim xanh chúng mình. Vì 3 là kết quả của phép tính 6 trừ 3 bằng 3 và 5 trừ 2 bằng 3. Các bạn có làm giống chúng mình không nào? Các chú chim đã tìm đúng kết quả và về đúng tổ của mình rồi đấy các em. Các em có làm đúng giống như các bạn không? Nếu đúng, cô khen các em nhé. Các em đã hoàn thành bài tập 3 rồi đấy. Các em đã biết vận dụng các phép tính trừ trong phạm vi 6 để tính đúng kết quả của các phép tính mà bài đã cho. Chúng ta tiếp tục qua bài tập số 4 nào. Bài 4, nêu phép trừ thích hợp với mỗi tranh vẽ. Các em hãy quan sát cho cô bức tranh thứ nhất và xem điều gì xảy ra. Dựa vào tranh, suy nghĩ và nêu cho cô một tình huống nhé. Cô mời bạn Minh Đăng nêu cho cô tình huống nào. Thưa cô, trong bến có 6 chiếc xe ô tô, có 3 chiếc rời bến,
còn lại bao nhiêu chiếc xe đậu trong bến? À, bạn nêu tình huống đúng rồi đấy các em. Bây giờ các em hãy nêu cho cô một phép tính trừ thích hợp với tranh vẽ nhé. Cô mời một bạn nêu cho cô phép trừ thích hợp nào. Dạ thưa cô, em viết được phép tính 6 trừ 3 bằng 3. Vì sao em tìm được phép tính 6 trừ 3 bằng 3? Dạ thưa cô, vì có 6 chiếc xe, rồi đi 3 chiếc xe, còn lại 3 chiếc xe, nên 6 trừ 3 bằng 3. À, chúng ta cùng kiểm tra nhé, xem bạn có làm đúng không? Cô cũng có phép tính 6 trừ 3 bằng 3. Bạn làm đúng rồi đấy các em. Các em có làm đúng giống như bạn không? Nếu đúng thì các em tự khen mình nhé. Chúng ta qua bức tranh thứ hai. Quan sát tranh và nêu cho cô một phép tính trừ thích hợp nào. Em đã nêu xong phép tính của mình chưa? Hãy chia sẻ với các bạn nhé. 5 trừ 2 bằng 3. Vì sao em tìm được phép tính 5 trừ 2 bằng 3? Dạ thưa cô, có 5 bạn đang chơi đá bóng, 2 bạn đi về, còn lại 3 bạn ở trên sân, nên 5 trừ 2 bằng 3. Chúng ta tiếp tục kiểm tra xem bạn có làm đúng không nào. Cô cũng có phép tính 5 trừ 2 bằng 3. Các em có làm giống như bạn không? À, cô tin là các em cũng làm bài đúng. Qua bài tập số 4, các em đã biết quan sát tranh và tìm được đúng các phép tính trừ phù hợp với tranh rồi đấy. Để khen các em, cô sẽ thưởng cho các em một trò chơi nhé. Trò chơi của cô có tên là Vượt chướng ngại vật. Các em hãy cùng giúp bạn Xì Chung vượt qua các chướng ngại vật để về nhà an toàn nhé các em. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Năm trừ một bằng mấy? Trả lời giúp cô nào. Năm trừ một bằng bốn. Em tự tin vào câu trả lời của mình. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Một đáp án chính xác. Vậy là bạn Xì Chung đã vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên. Chúng ta tiếp tục nhé. Kết quả của phép tính 6 trừ 2 là bao nhiêu vậy các em? 6 trừ 2 bằng 4, đây là câu trả lời của em. Đúng rồi, rất là giỏi. Trừ 3 bằng mấy nào? Câu trả lời của em là 5 trừ 3 bằng 2. Chúc bạn Xì Chung về được nhà của mình. Chúng ta cùng xem bạn Xì Chung có vượt qua được chướng ngại vật này không nhé. Đúng rồi, một đáp án chính xác. Bốn trừ 2 bằng mấy nào các em? 4 trừ 2 bằng 2. Em chắc chắn là mình trả lời đúng. À, cô cũng tin là em trả lời đúng. Vậy là các em đã giúp bạn Xì Chung vượt qua được chướng ngại vật tiếp theo rồi đấy. À, chúc mừng bạn Xì Chung đã về được nhà của mình rồi. Chúng ta vừa tham gia trò chơi thật là vui phải không các em? Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn các em ôn lại các phép tính trừ trong phạm vi 6, biết vận dụng các phép tính trừ trong phạm vi 6 vào giải quyết một số các tình huống. Các em hãy chuẩn bị bài học tiết sau để chúng ta học tập tốt hơn nhé. Tiết học đến đây là hết rồi.
cô chào tạm biệt các em. Cô chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi.